Chào mừng tất cả các anh chị đến với kênh Nhà Đất 97. Hôm nay mình gửi đến các quý vị một miếng vườn cây ăn trái tại Phú Thứ Cái Răng, phố Cần Thơ. Thì với miếng vườn này với diện tích là 4.742,8 m². Đấy, thì trên miếng vườn này thì có trồng các loại cây ăn trái như chôm chôm, nhãn và mít. Vị trí vườn cây ăn trái này cách đường lộ Chu Quỳnh Nguyên thì 3 km, còn cách trung tâm thành phố Cần Thơ 15 km. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào tham quan miếng vườn ha. Thì cái lộ đường đi vô miếng vườn đây này là lộ đá bụi anh chị. Cái nó cầm cái đỏ đỏ này là gì vậy anh? Năm này 25. Cái này đâu đo lộ cái gì chút? Nó có cầm cái này nữa. Đây thêm quá. Ở bên Tư Mận sao nó phát quang cho người đấy nó chưa? Bên Tư Mận phát quang hết rồi mà. Đây. Dạ. Thì là cái này nó đi xéo qua mấy bên đó, này đi xéo được mấy bên này. Không biết nó cầm lộ này ngoài trời lộ hay trung tâm lộ. Dạ. Thường nó cầm này ngay trung tâm lộ hay là cái này là cái ghìa. Như 4.600. Đủ, nếu mà nói như vậy là nếu mà không bán thì giờ là nó ít bằng tháng, chứ còn là nó cái chuyện mà đo chặt nó lỗi này nó chưa, nó không biết ra quận, nó không làm giấy tờ đâu. Chuyện chỗ này là chỗ nó làm chưa xong rồi. Dạ. Nó đo rồi, nó kiểm rồi, nó chưa thường thôi. Dạ. Vậy là nửa cái mương đi thẳng đằng sau. Dạ dạ. Dạ. Vậy miếng này làm như nó muốn vuông hả? Vậy nó vuông, miếng này vuông, trên giấy này coi nó vuông. Nó có cái góc mình cái cục đó cho anh bắt thăm rồi. Đồ vậy cái lỗ này nó quất này hả? Ừ. Cái này là đây, cái mặt tiền này là cũng 60 m rồi ta. Ừ. Để tới cái cây qua cây bình đẳng luôn không? Ừ. Đó. Cầm ngay đó hả? Ừ. Nhưng mà vậy là cái từ cái mí này cái mặt lò cái mặt lề này nó là 60 m. Có 60 m. Dạ. Ông đem xe gùa ông lại đẩy gì cho sắt. Đi. Đi. Vậy là nói cái mặt tiền lỗ này là gì vậy? Phải 60 m. Dạ. Tới mấy cái này cũng tới mấy trăm mét là chứ không có gì không ha. Nó núi ra mặt tiền. Không, cái này có chừng 200. Nếu lấy từ góc đó, lỗ này sắn qua góc đó thì chừng 200. Tính là cả 300. Có cho anh. 200 m có gì chợ. Chưa chôm chôm nhãn là trồng bao lâu rồi chú? Lâu lắm rồi. Vậy vậy là tới mùa là quất thôi. Mùa là tới mùa là lấy trái quất thôi chứ có gì đâu. Cây dừa mới trồng nghe nó trăm mấy lần chưa? Ừ. Cây mít. Cây dừa nó sao mà đè đọt ra gãy rồi. Tôi phá thằng sau. Cây dừa có cây rồi sẵn hết trơn rồi. Vậy thì dừa tiền vô là gì là quất. Cái này là tưởng là lãnh tiền của mua lại lãnh tiền. Nhưng mà ngay cái bây giờ chưa có cái mặt tiền đi thôi. Ừ, giờ nếu mua về còn đi nhà thôi ha. Cũng đi nhà. Còn đi nhà đi, tới nhà của ổng chứ có ai. Dạ. Dạ. Còn cái đường kia nó mở cái đường đó ra rồi. Còn nó chắc cả 60 m.
À. Mặt tiền lỗ lớn 60 mét. Ủa mấy cây nhãn này được nhiêu cây? Nhãn nhãn. Cái chùm chôm này. Chùm chôm. Một lần cưa bớt rồi. Tính tại cái chỗ này. Bên bờ. À. Còn nhiêu bên bển là mít không chứ chùm chôm ít mà hả? Vô đâu có. Ở đâu? Chẹn hết nếu hết những ngày bên bển đâu có nhặt nhãn nhiêu đâu. Nhãn nhãn cho xài. Nhãn xài. Mít. Xài đó là lụm cây triệu mấy không rồi đó. Xài đó là xài loại 1. Đi chưa? Không biết cái này nó làm sao nè, không xui là cái này nó có cái gì nữa, cầm đây nè, nó hay không đâu. Ôi, nó cầm dài dài trên chứ không phải chỗ này thôi. Ừ thì dài dài nó thành cái nó làm cái gì đó, cái ghìa này không, cái lệ đường không chừng. Gì vậy, như cái lệ, giống như cái lệ. Thì nó cầm vô đó, bắt mình nó cầm vô đây, nó phải chứ cái gì thôi. Xuống lộ thì nó lấy cái đó. Dạ, còn cái này là cái này nữa mưa, thẳng ra. Mấy bên này, mấy bờ. À, đây cũng đi thẳng vào bãi luôn. Ừ, đi thẳng vào bãi, miếng này nó vuông vậy đó. Dạ. Cái mương đó là cái bờ này. Ở bãi cũng có cái bờ lớn kìa, trồng bích này đi thẳng vào bãi luôn. Đi thẳng là lần đó khoảng cao nhiêu mét đó ta? Dạ, nãy tôi để thấy giấy, không biết còn nhìn không biết đầu nào hết chứ. Không có đường. Từ cái mí đó đi qua mí đó năm mấy sáu chục mét. À. Đi tàu ra đi làm gì đây? Cái này mua rồi cái lỗ nó lên rồi là khỏi cát vô làm cái mặt bằng cách cái biệt thự, cái xí nghiệp còn được. Gần cái lỗ lớn, cái xí nghiệp lên đây. Đã rồi bán hoài. Nhất giờ mới là đang trái, đang vẽ. Dạ. Nó oi cái này thôi, tôi mới đào có khúc mà không à có xong đào nữa. Tại vì nó rõ là tính bán rồi đào gì. Đi thẳng qua đó luôn, nửa mương đó hả? Không tới ở ra mương đó có 5 tấc nữa. Dạ. Có là còn cộng. Đồng hồ này trên 60 thước không ơi? Đây này. Ừ. Cái kinh này có 90 ạ. 90 thước. Không, không tới, có 25 tầm. 25 tầm là 30 với 5, 15, 4. Là 65 thước. Dạ. Cái kỳ rồi đó, cái tầm quá. Kêu là tỷ 8 một công. Ừ. Thì nói như tỷ 8 một công, nó mét vuông 1.8 triệu thì cũng nó đo là đo ra nhiêu mét thì tính nhiêu. À, đó. Dạ. Cái này đó không được bị đồ thường. Dạ. Cái này chỉ có ớt bộ. Bộ thường nó chưa nó chưa bộ thường. Dạ, nó thấy trụ à. Cái trụ này đó. Dạ đây. Này. Chẳng có cái bụi cỏ chẳng bụi lục bình cái nó chống chống á, lộ chống chống. Dạ. Vậy là giống như nãy mình nói là tỷ 8 công. Rồi cái này là thương lượng rồi buông đuôi giấy tờ, thấy phí rồi buông đuôi hết, chứ còn thương lượng. Còn thương lượng chút đỉnh. Dạ. 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 Cái lỗ đó chừng nào mới làm ta? Đo là gì có nghe thông báo chừng nào làm không chú? Đang kia động kia nó phát quang rồi đó. Chắc qua Tết. Qua Tết thôi. Phát quang tới. Dạ. Bên đây nó nghe nó đo đo đâu tới bên đó rồi. Rồi kia chân ở bên dạ. Hay lập là người ta bồi thường tiền ổng hay là ổng bán? Bồi thường. Nghe nó bồi thường rồi thì nó cắt lại. Mà chưa. Chúng nữa bồi thường là chuẩn bị làm rồi đó. Ừ. Thì bên hay lập là người ta lãnh tiền rồi đó. Dạ. Chưa lãnh này hả? Chưa. Sao nó không lãnh rồi? Chưa lãnh rồi đó. Ủa, nó lãnh rồi. Ủa.
video của em đến đây xin hết các anh chị. Thì các anh chị nào có nhu cầu quan tâm với vị trí đất này thì xin liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0939957679. Các anh chị nào có nhu cầu kiểu gửi nhà đất bán thì liên hệ em qua số điện thoại đó luôn các anh chị. Số điện thoại em sẽ để dưới cái video. Còn anh chị nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và nút thông báo để nhận những video đất mới nhất từ kênh nhà đất 927 các anh chị. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết các video này. Cảm ơn rất nhiều.